Xin chào quý vị, trở lại chương trình trực diện TV. Thì vào ngày 30 tháng 12 năm 2022, khi mà Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành cuộc họp bất thường và theo đó đã quyết định cho ông Phạm Bình Minh thôi giữ chức là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng. Ông Vũ Đức Đam là thôi giữ chức là Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam của cái khóa 13. Thì đây là cái sự việc làm chấn động dư luận không chỉ là ở trong nước mà ngay cả những người Việt Nam ở tại hải ngoại. Và đến ngày hôm nay thì cái dư âm đó vẫn còn tiếp tục sôi nổi về cái vấn đề tranh luận. Nhưng mà đối với cái dư luận ở tại hải ngoại đó thì đa phần xuất phát từ những người mà họ chống cộng hay là những đảng phái mà họ gọi là đấu tranh chống Việt Nam hay là một số các cái tổ chức gọi là đấu tranh dân chủ nhân quyền mà nhiều người trong Việt Nam thì gọi đó là dân chủ cùi. Và theo đó thì một số các cái tờ báo Việt ngữ tại hải ngoại được cho rằng hay xỉa xối các vấn đề của Việt Nam hay là có các ác cảm đối với chính quyền Việt Nam và cũng đã từng bị tố cáo rằng là sân sau sân trước và có một cái sự thân hữu gì đó rất là lớn đối với các tổ chức đảng phái chống cộng. Và gần như là họ đồng loạt họ đưa ra rất là nhiều những cái nhận định, rất là nhiều những cái thuyết âm mưu. Và đến thời điểm như là hiện nay thì vẫn còn đó những cái thuyết âm mưu. Trong khi đó đó thì họ không đưa ra được những vấn đề cốt lõi của vấn đề. Thí dụ như phía bên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc là trước đó thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản đã có những cái kết luận nói rằng ông Vũ Đức Đam hay là ông Phạm Bình Minh là những người có sai phạm. Những cái sai phạm ở cái góc độ là người quản lý thì nhiều hơn. Ở cơ quan kiểm tra đảng cũng không có chỉ rõ ra làm những cái sai phạm cá nhân nó mang đến chất là vụ lợi hay là những cái vụ thiệt hại đó là trực tiếp bởi những hành vi của hai cái cá nhân này và đa phần ở góc độ quản lý thì nhiều hơn. Thì đó là cái điều mà chúng ta có thể thấy được lúc này. Chứ còn đi sâu hơn nữa đó hoặc là sau này thì có những cái xử lý ở bên chính quyền thì ra làm sao thì đó là vấn đề chúng ta tiếp tục bàn luận sau. Thì thông tin liên quan đến việc xử lý hai cái phó thủ tướng của Việt Nam, trong đó ông Phạm Bình Minh là phó thủ tướng thường trực, nguyên là ủy viên Bộ Chính trị. Hôm nay thì chúng ta có thể là dùng cái từ nguyên rồi, bởi vì ông ta vừa thôi giữ chức ủy viên Bộ Chính trị rồi, thôi giữ chức luôn ủy viên Trung ương Đảng. Và ai cũng biết được rằng hai cái vị trí mà phó thủ tướng mà không còn nằm trong ủy viên Trung ương Đảng thì không thể nào giữ cái chức phó thủ tướng được cả, bởi vì các anh bộ trưởng, các ông bà bộ trưởng cũng đã là ủy viên Trung ương Đảng rồi. Mà nếu như cái người phó thủ tướng mà không phải là ủy viên Trung ương Đảng thì nói mà ai nghe, với giả lại vừa bị kỷ luật. Cái kỷ luật đối với bên Đảng Cộng sản Việt Nam thì có những cái hình thức như là khiển trách, như là cảnh cáo, như là cách chức, hay là cái nặng nhất là khai trừ đảng. Thì đối với ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam thì có thể nói là cái hình thức mà xử lý cho thôi chức cũng là hình thức rất là nặng. Chúng ta thấy rằng nó nằm ở vị trí thứ ba. Và thật ra đó thì cái giữa thứ hai thứ ba thì nó cũng thường có thể đi đôi với nhau. Thí dụ như trong cái hội nghị trung ương 6 vừa rồi của cái khóa 13 này đó, hồi tháng 10, thì ngay cái đầu tháng 10 thì khi mà triệu tập cái cuộc họp thì chúng ta đã thấy rằng đã xử lý một số các cái cán bộ sai phạm. Trước đó thì Bộ Chính trị cũng đã ra một quyết định kỷ luật đối với ông Nguyễn Thành Phong, nguyên là chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, có những sai phạm trong cái lúc là người đứng đầu của thành phố Hồ Chí Minh, đã để quản lý mà để cho những cái cấp dưới sai phạm hàng loạt, những người phải đi tù. Và Bộ Chính trị đã xử lý cảnh cáo ông Nguyễn Thành Phong. Nhưng mà sau đó thì tại cái hội nghị trung ương 6 thì ông Nguyễn Thành Phong xin từ chức và đã được sự chấp thuận. Thì cái việc từ chức đó được cho rằng là tự nguyện, nhưng mà người ta vẫn thấy rằng nó có liên quan tới vấn đề kỷ luật, bởi vì trước đó có cái kỷ luật và chính bên Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã yêu cầu là những cái người mà không còn đủ cái sức khỏe hay là cảm thấy rằng mình nó có những cái sự mà sai trái đó thì nên từ chức. Đó là cái điều mà chúng ta đã từng thấy có những cái ý kiến như vậy. Thì cái việc á mà một cái người như là ông Vũ Đức Đam với ông Phạm Bình Minh
cũng là những người đứng đầu. Ông Phạm Bình Minh thì đứng đầu của Bộ Ngoại giao, và Bộ Ngoại giao thì chúng ta đã biết rồi, trong cái nhiệm kỳ vừa rồi thì nhất là trong năm 2019, 2020, năm 2020, 2021 thì có xảy ra những cái vụ sai phạm trong liên quan đến cái vụ án gọi là chuyến bay giải cứu. Thì đến ngày hôm nay đã mấy chục người và nhiều quan chức ở trong bộ coi như là Bộ Ngoại giao đã phải đi tù, và rất có thể là thời gian tới người ta còn mở rộng ra nữa. Và đối với ông Vũ Đức Đam thì có một cái thời điểm là làm bên ban cán sự đảng của Bộ Y tế, và có đến 9 tháng là với vai trò xử lý quản điều hành cái Bộ Y tế giống như là bộ trưởng nữa. Cho nên là cái góc độ mà quản lý, góc độ là người đứng đầu, cái trách nhiệm của người đứng đầu là không thể mà nói là né tránh được. Cho nên là cái việc mà người ta xử lý liên quan đến những cái việc như là cái vụ án Việt Á, không chỉ là cái vụ Việt Á không, mà hàng loạt những cái vụ án trước đó nữa. Chúng ta đã thấy là khi mà liệt kê những cái sự mà bê bối trong cái Bộ Y tế đó, nó có đến cả chục các vụ án mà gọi là trọng điểm như vậy. Cho nên là cái trách nhiệm của người đứng đầu thì chắc chắn là phải bị ảnh hưởng. Dĩ nhiên là đối với người dân của Việt Nam thì có quá nhiều những người mà họ fan hâm mộ của ông Vũ Đức Đam, ngay cả ông Phạm Bình Minh cũng vậy, đánh giá rằng hai cái người này là những người rất có năng lực, những người đã cống hiến rất là nhiều cho cái chính phủ Việt Nam, và cái vai trò quản lý, cái vai trò điều hành hay là xử lý các công việc rất có tình có lý và được lòng người dân rất là nhiều. Ví dụ như hình ảnh của ông Vũ Đức Đam đã lăn xả và đã mất ăn mất ngủ, đã xuống những cái địa bàn, đã cùng cam cộng khổ với những cái trung tâm gọi là chống dịch, và họ bàn đưa ra những cái biện pháp, những cái cung cách đối phó trong từng lúc ở từng cái khu vực mang cái thế cục bộ đó. Nó cho thấy rằng đây là một cái vấn đề nó rất là khó, bởi vì trước đó đó không có một cái hướng dẫn nào, hay là không có một cái cách nào mà gọi là xử lý chống dịch cho nó đúng cả, không có một cái tiền lệ, và những người như ông Vũ Đức Đam phải 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 tự quyết định và phải đưa ra những cái chỉ đạo, và những cái chỉ đạo lúc đầu được cho rất là đúng. Chỉ sau này đó, khi mà cái dịch nó bùng phát quá dữ dội và nó vượt khỏi các cái tầm để mà kiểm soát, đến đổi thành phố Hồ Chí Minh nó và các tỉnh ở miền Nam nó bị lún sâu vào, nó bị cái Covid-19 hoành hành quá dữ dội, thì lúc đó mới là cái lúc mà đáng nói. Chứ còn trước đó thì những cái biện pháp và những hình ảnh của ông Vũ Đức Đam người ta thấy ra nó rất là ấn tượng. Người dân Việt Nam đến thời điểm này, ngay khi mà hai ông này không còn giữ chức trung ương đảng, tới đây thì ngày 5 tháng Giêng năm 2022 23 thì Quốc hội của Việt Nam sẽ tiến hành cuộc họp bất thường, và theo đó cũng xử lý là cho hai ông phó thủ tướng này không còn giữ chức là ủy viên của Quốc hội, không còn giữ chức là phó thủ tướng nữa. Tức nghĩa là cái gì? Tức nghĩa rằng đây là cái điều mà làm đúng theo thủ tục. Tức nghĩa là bề mặt đảng người ta đã xử lý như vậy rồi, và bây giờ về mặt chính trị là cũng về mặt chính quyền cũng sẽ xử lý là cho thôi giữ chức luôn. Cái giữ chức ở đây là ủy viên Quốc hội và ủy viên coi như là không phải ủy viên mà là phó thủ tướng. Và theo đó thì thủ tướng của chính phủ sẽ đề nghị là bổ nhiệm, tức nghĩa là phê chuẩn hai cái người mới, bầu hai cái người mới. Hai người mới sẽ thay thế ông Vũ Đức Đam và thay thế ông coi như là thay thế ông Minh luôn. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng đó là bây giờ đó ông Phạm Bình Minh ai thay thế, hay là ông Vũ Đức Đam ai sẽ thay thế? Mấy ngày vừa rồi thì cộng đồng Việt Nam ở tại hải ngoại bàn luận coi như là họ đã đưa ra nhân sự này nhân sự khác, rồi ông đó làm tại sao được đưa lên, ông đó tại sao được giới thiệu, ông nọ là con ai, hay là người đó là cháu ai. Nói chung là họ đưa quá nhiều các bàn luận, chúng ta không muốn nói ở đây. Tuy nhiên á thì mấy ngày vừa rồi cái điều mà nổi cộm nhất á, mà chúng ta đáng nói là họ cứ nói rằng là Bộ Chính trị hay là Trung ương Đảng của Việt Nam là xử lý đối với ông Phạm Bình Minh là bởi vì ông này là con của ông Nguyễn Cơ Thạch, rồi trước đây ông Nguyễn Cơ Thạch giống như là
Trong những cái cuốn sách của ông Quy Đức nói về bên thắng cuộc gì đó, cũng có nói một phần về ông Nguyễn Cơ Thạch, rồi nói là ông ta là thân Tàu, rồi có nhiều cái sự đồn thổi nói là ông ta là ghét Tàu, rồi có lẽ là ông Phạm Bình Minh là cái người mà thân Mỹ, được đào tạo ở bên Tây bên Mỹ, rồi bây giờ là có lẽ là bị sức ép của Trung Quốc, bởi vì Trung Quốc không muốn những cái người như ông Phạm Bình Minh, cho nên là tiếp tục giữ trong cái vị trí đó, hoặc là có thể là còn lên cao hơn nữa, cho nên là đây là một sự ép buộc. Và nói chung là họ cũng quay lại cái chỗ là gì, thanh trừng nội bộ, và đây là cái sự trừng phạt hay là cái sự là đấu đá lẫn nhau, chứ họ không có nhìn nhận đây là cái sự sai phạm đó. Thì đây là cái điều chúng thấy rất là rõ rằng họ cứ cố nói như vậy trong khi không có một cái chứng cứ nào cả. Chúng ta thấy rằng đó, cái cách mà họ nói rất là vô lý. Thí dụ như ông Phạm Bình Minh đó, thì cái nhiệm kỳ mà nằm trong Trung ương Đảng lần này không phải là lần đầu tiên, mà ngay cả trong Bộ Chính trị cũng không phải là lần đầu tiên. Và đối với cái hệ thống chính trị của Việt Nam thì cái vị trí mà Bộ trưởng Bộ Ngoại giao là cái vai trò rất là quan trọng. Bộ Ngoại giao cũng gần như là đứng thứ ba ở trong các cái bộ ngành ở trong Việt Nam. Chúng ta đã thấy là ngoại trừ Bộ Quốc phòng với cái Bộ Công an ra thì cái vị trí Bộ Ngoại giao là cái vị trí thứ ba rồi. Và lúc nào thì Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hồi trước tới giờ chúng ta thấy là đa phần là nằm trong cái vị viên của Bộ Chính trị. Đó là người chúng ta đã từng thấy như vậy. Và ông Phạm Bình Minh đã nhiều nhiệm kỳ nằm trong cái vai trò đó. Và cái đóng góp của ông Phạm Bình Minh rất là lớn cho cái ngành ngoại giao của Việt Nam, đã giúp cho Việt Nam tham gia vào trong cái chính trường của thế giới, và ngay cả đẩy mạnh cái vị thế của Việt Nam trong rất là nhiều. Chúng ta thấy rằng ông Phạm Bình Minh đó nằm trong cái vị trí đó, nếu mà nói rằng Trung Quốc mà họ muốn can thiệp, họ không muốn thấy đó, thì việc gì ở cái vai trò mà Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cũng rất là quan trọng. Và đến gì tới bây giờ người ta mới mới đề nghị mà áp đặt như vậy. Và nói như thế thì chẳng khác nào là Việt Nam chả có cái chủ quyền, hay là Việt Nam là đã sợ Trung Quốc đến như thế. Lúc nào cũng phải duyệt danh sách, hay là Trung Quốc cho người nào làm thì người đó làm. Chúng ta đã thấy rồi, nhiều lắm. Những cái kênh lớn báo chí Việt ngữ hải ngoại, đầu tiên nó xuất phát từ một cái đảng phái, do một cái ông mà đứng đầu của một cái đảng phái gọi là Chống Cộng. Trong khi đó thì ở Việt Nam đưa cái đảng đó, cái nhóm đấu tranh đó vào cái sổ bị đen luôn. Thì quả thật đúng như vậy luôn. Họ đưa ra nào là có nhiều cái kịch bản A, kịch bản B, kịch bản C gì đó, rồi cái 1, 2, 3, 4 gì đó. Rồi bắt đầu là từ những cái người đó nói ra thì những cái tờ báo Việt ngữ họ bắt đầu họ viết theo. Rồi có những anh YouTuber cũng nhảy theo múa may y hệt như vậy. Thì chính cái điều này chúng ta thấy họ rõ ràng là họ có một cái ekip, và họ có theo kiểu một cái đảng phái để mà chống cộng, muốn rao giảng những cái điều giống như vậy. Nó cũng chả lạ gì khi mà họ quay vào cái chỗ là đảng phái đấu đá với nhau. Trong khi đó đó thì hồi trước tới giờ họ nói rằng ở Việt Nam đó, những cái vụ việc mà xảy ra, tại sao cứ bắt cấp dưới không không bắt cấp trên, cái người đứng đầu ở đâu, cái người chỉ huy ở đâu, và trách nhiệm của người chỉ huy ở chỗ nào. Trong khi đó đến bây giờ thì người ta muốn quy kết trách nhiệm của người đứng đầu thì lại nói rằng là đấu đá nội bộ hay là vấn đề thanh trừng với nhau, chứ không phải là cái sự việc một cái nơi, một cái bộ, một cái ngành hay là một cái địa phương mà để xảy ra quá nhiều các cái cấp dưới mà phải đi tù, đi tội, bị kỷ luật đảng, bị kỷ luật chính quyền, bị phạt vạ, và làm thất thoát, làm hư hại, làm ảnh hưởng uy tín, làm mất lòng tin của người dân. Thì như vậy thì cái người đứng đầu có phải chịu trách nhiệm hay không? Dĩ nhiên là phải chịu trách nhiệm. Và khi mà người ta quy kết chịu trách nhiệm như vậy đó thì lẽ ra họ phải hoan nghênh, nhưng mà họ lại đi ngược lại. Họ đi ngược lại là họ chống đối. Chúng ta thấy là đây là cái cách làm rất là mới. Trước đây đó thì sườn thử cái kỷ luật, và sau đó thì người ta mới tiến hành. Bây giờ thì họ người ở phía Bộ Chính trị của Việt Nam cũng cho phép từ chức. Và cái văn hóa từ chức hồi trước bây giờ bị những người chống cộng họ cứ nói rằng ở Việt Nam không có văn hóa từ chức. Thì bây giờ người ta khuyến khích cho cái sự từ chức. Chính ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã nói như vậy. Nói là cần những người nào cảm thấy không có làm được thì xin từ chức. Cụ thể đó là Bộ Chính trị đó là cũng khuyến khích là các cán bộ nếu mà thấy rằng mình không đảm bảo đủ các cái điều kiện để mà thực hiện nhiệm vụ, thực hiện các cái tinh thần nêu gương, thấy mình là không đủ các cái điều kiện
từ sức khỏe cho đến các lý do khác mà thấy rằng không thực hiện được nhiệm vụ một cách xuất sắc thì khuyến khích làm đơn xin thôi giữ các cái trọng trách, các cái nhiệm vụ, trong đó có cả cái nhiệm vụ gọi là đại biểu quốc hội nữa, đại biểu nhân dân nữa. Đó là cái điều đã được bà coi như là vừa rồi đó, thì tổng thư ký của quốc hội là bà Nguyễn Thị Thanh cũng mới vừa lặp lại một cái ý kiến giống như vậy để mà báo cáo cho biết là ngày 5 tháng Giêng tới đây thì Quốc hội của Việt Nam sẽ tiến hành cái cuộc họp bất thường để mà giải quyết vấn đề nhân sự liên quan đến hai phó thủ tướng. Thì chính vì cái việc này đó mới cho thấy rằng là những người mà cảm thấy ngay cả sức khỏe của mình không thể đảm đương được, ngay cả mình đảm đương mà cái hoàn thành cái nhiệm vụ không xuất sắc đó bằng người khác, mình cũng nên từ chức nữa, không thể là tròn vai được. Bây giờ đó như là thời gian vừa qua có nhiều người bị khởi tố, có nhiều người bị bắt giam, có nhiều người bị xử lý kỷ luật về cái việc mà cố ý làm trái hay là vi phạm nguyên tắc này nguyên tắc khác, thì cũng xảy ra những cái trường hợp là người ta bắt đầu làm ngại cái việc mà làm, ngại cái việc mà xông xáo, ngại cái việc mà nếu mà cứ âu ơ thôi, cứ né tránh qua hết nhiệm kỳ thì thôi, ít làm chừng nào thì ít sai chừng nấy, và cũng chả có dám nó gọi là dám nghĩ dám làm. Dám nghĩ dám làm thì nó rất nguy cơ rất là nhiều, có khi bị bắt bẻ làm sai nguyên tắc này nguyên tắc kia. Cho nên là nếu mà như vậy thì cũng được đánh giá rằng là không thể hoàn thành xuất sắc. Mà nếu mà cảm thấy rằng mình thôi không thể hoàn thành xuất sắc, mình bây giờ ở đây rủi ro quá, thôi để giao cho người khác đi, anh A, anh B gì đó, anh lên, anh thay thế, mình không làm. Và cái việc mà từ chức như vậy cũng không phải là cái hình thức kỷ luật. Đó là cái điều chúng ta thấy rất là rõ. Ví dụ như trong trường hợp ông Nguyễn Thành Phong hay là vài cái ủy viên trung ương đảng khác nữa, ngay cả như hai ông phó thủ tướng này, ông Phạm Bình Minh, Phạm Vũ Đức Đam, có người nói rằng là sau khi mà kỷ luật là hai người này không còn giữ chức phó thủ tướng này, có lẽ là phía bên Bộ Công an Việt Nam sẽ tiến hành khởi tố, tiến hành bắt giam giống như là ông Đinh La Thăng, và sẽ có những cái vụ án hình sự đi theo chẳng hạn, thì cũng không có cái cơ sở nào để nói cái điều đó. Có lẽ là chỉ vì cái đổi trách nhiệm thôi, người ta cho hạ cánh, và như vậy là cũng một sự trừng phạt rất là nặng rồi, đó cũng là một sự mà rất là đáng tiếc rồi. Và những cái điều đó thì nó mang đến chất là vì ảnh hưởng của cái những cái cấp dưới đã là làm hại cho cấp trên. Còn nếu như mà ở phía một cơ quan chức năng người ta thấy rằng có cái chứng cứ mà những người mà đứng đầu họ có nhận tiền hay là họ cố ý, họ đồng ý, họ ký tên phê duyệt gì đó giống như ông Đinh La Thăng, thì dĩ nhiên là họ không phải bị trừng trị ở mức độ hình sự. Nhưng mà chúng ta là những người mà hiểu về pháp luật thì chúng ta phải đợi các cái cơ quan chức năng người ta sẽ đưa ra các cái cơ sở gì. Chứ nếu mà dựa vào các cái kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về cái việc mà đề nghị kỷ luật hai ông phó thủ tướng đó, thì nó không có đủ sức để mà chúng ta nói rằng sau đó chắc chắn sẽ có một vụ án hình sự. Bây giờ chỉ có thể khẳng định rằng là cái vụ việc này thì hai người này sẽ chính thức mất cái ghế thủ tướng, phó thủ tướng vào ngày 5 tháng Giêng tới đây. Bởi vì theo như bà Thanh á, là bà Nguyễn Thị Thanh là trưởng ban công tác đại biểu của Quốc hội đã cho biết á, là chiều ngày 5 tháng Giêng là sẽ có cái kết quả. Bởi vì chiều ngày 5 tháng Giêng bà Hà cho biết là cái nội dung nhân sự sẽ được tiến hành từ cuối giờ sáng 5 tháng Giêng và sẽ kết thúc vào chiều ngày 5 tháng Giêng, tức là ngày khai mạc kỳ họp bất thường thứ hai của Quốc hội khóa 15. Và bà Thanh cũng nhấn mạnh rằng cái công tác nhân sự là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng của Quốc hội, và trưởng ban công tác đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định rằng công tác này được thực hiện theo quy trình rất chặt chẽ. Công tác nhân sự cũng là một trong những cái công việc thường xuyên là cái công tác cán bộ, và Tổng Bí thư cũng nhắc nhiều lần rằng công tác cán bộ đây là công tác then chốt của then chốt,
Đó, đó là cái điều mà bà Thanh đã nhắc lại như vậy. Và theo trưởng ban công tác đại biểu Quốc hội cần phải làm quen, coi cái việc thay thế nhân sự là việc bình thường. Bà Thanh dẫn các nghị quyết 28 của Trung ương Đảng khóa 13 khẳng định rằng chủ trương á, có lên, có xuống, có vào, có ra, phát hiện bố trí cán bộ có tài, có đức, dám nghĩ, dám làm, bảo vệ, khuyến khích cán bộ năng động sáng tạo nhưng sẵn sàng xem xét kỷ luật thay thế các cán bộ không đảm bảo. Tức nghĩa là cái việc có lên, có xuống, có việc kỷ luật, có việc khen thưởng, có việc đưa những người dám nghĩ, dám làm vào những cái chức vụ quan trọng và cũng kỷ luật và cho nghỉ những cái người mà có chức vụ cao cũng là cái chuyện rất bình thường. Tức là có lên, có xuống, có thay thế cũng là chuyện bình thường. Lẽ là từng lúc phải làm quen những cái chuyện như vậy. Thì thật ra những nước phát triển họ cũng làm như thế thôi. Chúng ta đã thấy rằng ở bên Nhật cũng vậy. Ông Abe thì sao? Có lúc mà làm thủ tướng cũng được vỗ tay rất là nhiều. Nhưng mà sau đó vì một vài những cái điều mà không làm cho người dân không hài lòng thì dĩ nhiên ông ta tự động từ chức. Và từ chức đó rồi thì sau đó cũng ra ứng cử trở lại và tái trở lại là thủ tướng. Và những kỳ thủ tướng sau đó thì thấy rằng sức khỏe không có đảm bảo nữa thì xin nghỉ. Thì sau khi mà ông ta qua đời thì cũng được người dân rất là yêu quý. Và cả một cái châu Á, thậm chí thế giới họ cũng vinh danh cái ông đó mặc dù là không còn là vai trò thủ tướng. Thì cái sự cống hiến mới là quan trọng. Cái sự mà đóng góp mới là quan trọng. Và dĩ nhiên là con người ai cũng sẽ có những cái sự sai trái. Những cái sự sai trái đó hay là ngay cả những sự thiếu sót. Nhất là những cái sự thiếu sót mà không phải do chính bản thân mình gây ra. Một cái bộ, một cái ngành, một cái đơn vị giống như là Ủy ban nhân thành phố Hồ Chí Minh có quá nhiều các cái nhân sự đi. Ông Nguyễn Thành Phong nằm trong ban cán sự của thành phố Hồ Chí Minh hay là ngay cả chủ tịch Ủy ban thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà nhiều bộ ngành có phân việc ra các thứ nhưng mà họ vì tư lợi, vì những cái vấn đề họ cố ý làm trái giống như là ông Lê Thành Tài hay là một vài những người khác thì đã vì cái sự sai phạm của họ và họ phải đi tù thì cái sự trả giá của họ đi nhưng mà ở góc độ mình là cái người đứng đầu mình cũng phải bị ảnh hưởng cái trách nhiệm để xảy ra những cái vấn đề như vậy. Và trước đây thì Bộ Chính trị của Việt Nam hay là các cái văn bản bên Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã có hướng dẫn như vậy rồi. Và cái điều này thì nó hoàn toàn nó đi gần với các cái nước phát triển và ngay cả như Hoa Kỳ cũng vậy nữa. Hoa Kỳ thì chúng ta thấy không, khi mà xảy ra một cái vụ bê bối thì một cái đường sắt mà một chiếc tàu mà nó chạy trật đường ray có khi là ông Bộ trưởng Bộ Giao thông cũng phải từ chức. Và nhiều cái vụ việc như vậy, những cái bầy hay những cái vụ mà bê bối, những cái vụ mà khuất tất gì đó đã được phanh phui ra, những cái vụ án động trời kinh thiên động địa mà nó phát hiện ở trong những cái bộ ngành ở địa phương nào đó ông thống đốc phải từ chức. Những cái bê bối tình ái lăng nhăng có chút xíu thiếu thôi cũng phải bị từ chức. Và Việt Nam cũng phải đi dần dần với cái việc đó thôi. Chứ để mà cho cái điều này nó rất là quan trọng và nó rất là hiện đại bởi vì người ta không nghĩ rằng nắp từ ở dưới mà đi lên tới mà cái chức quá cao rồi thì không để đi xuống được. Hoặc là nghĩ rằng mình là cái công thần của triều đình và mình có một cái thâm niên rồi thì không ai thể đứng gốc mình được. Và bên cạnh đó còn tạo dây mơ rễ má hay là tạo ra những cái nhóm lợi ích gì đó thì nó còn càng nguy hiểm hơn. Và cái việc mà dễ dàng thay đổi để người ta biết rằng là quan nhất thời, dân mới là vạn đại. Và cái vị trí mình ngồi ngày hôm nay có lẽ là có nhiệm kỳ. Có khi là nhiệm ngay cả khi mà chưa hết nhiệm kỳ vẫn có thể bị lôi xuống. Cái khóa 13 này mới có hơn một năm thôi mà chúng ta thấy là ít nhất là có 9 người rồi liên quan đến vấn đề mà bị kỷ luật, trong đó có cả một ông là ủy viên Bộ Chính trị. Và đối với những cái vấn đề này đó thì những người mà họ chống cộng ở hải ngoại đó họ nhìn và họ nói theo cái kiểu để mà chống cộng, họ cứ nói mà họ không có muốn nhìn nhận vào cái pháp luật của Việt Nam đang được xây dựng và đang có cái hướng là hoàn thiện nó, và họ không có muốn thấy rằng nhà nước pháp quyền của Việt Nam phải được củng cố và phải được nâng cao. Không có cách nào khác mà phải xây dựng nhà nước pháp quyền cả, ngay cả trong cái nghị quyết của cái cuộc họp trung ương vừa rồi khóa 6 đó, khi cuộc họp thứ 6 của cái trung ương cộng sản của cái khóa 13 hồi tháng 10 chúng ta thấy là nói rất là rõ, ông Nguyễn Phú Trọng nói nhiều về cái
cái việc là hoàn thiện, xây dựng và hoàn thiện cái nhà nước pháp quyền của Việt Nam và xây dựng các cái pháp luật mà nó tiên tiến, nó hiện đại và nó phù hợp để khuyến khích cho cái sự phát triển và đảm bảo cái quyền của công dân, quyền con người, đảm bảo về mọi mặt của cái đời sống. Đây là cái điều mà ai cũng biết là một xã hội càng lúc phải đi vào pháp luật và phải xử lý trong vấn đề pháp luật, không có một vấn đề ngoại lệ. Và những cái sự sai phạm, những sự thiếu sót nằm trong một cái chỗ nào đó thì cái cấp mà họ trực tiếp họ làm thì họ bị chịu đi, nhưng mà cấp quản lý cũng không thể né được. Ít nhất là anh từ chức, ít nhất là anh phải phải bị xử lý để cho người ta thấy rằng những trường hợp khác cũng sẽ phải làm như vậy. Và điển hình trước đây thì ông Nguyễn Thành Phong, bây giờ là tới hai phó thủ tướng. Và ngay cả vừa rồi đó thì ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Việt Nam hiện thời là ông Bùi Thanh Sơn cũng đã bị xử lý, nhưng mà vì ông Nguyễn Thanh Sơn đó mới làm cái chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận Bộ Ngoại giao chỉ một thời gian ngắn, chứ chỉ có cái thời điểm giao thoa một chút thôi, mà cũng bị cái quy kết, bị ảnh hưởng về cái vấn đề mà trách nhiệm của người đứng đầu. Và vừa rồi thì Bộ Chính trị của Việt Nam cũng đã xử lý bằng cái hình thức là phê bình nghiêm khắc và giao cho ông Bùi Thanh Sơn làm phải xử lý và tiến hành thực hiện cái việc mà kỷ luật như mà đã công bố. Đó là cái điều chúng ta thấy rất là rõ, tức nghĩa rằng có những người họ sai phạm nặng thì họ xử lý nặng, nặng là bị kỷ luật ngay lập tức, bị mất chức, bị cảnh cáo, hay là nặng hơn nữa là bị khai trừ. Và bên cạnh đó thì ở phía bên chính quyền có thể là họ bị khởi tố. Nhưng mà có những người thì bị cảnh cáo thôi, nhưng mà vì cái trách nhiệm đứng đầu như là ông Nguyễn Thành Phong thì ông ta xin từ chức và xin thôi không làm nữa. Họ né ra để mà cho cái chỗ đó cho người khác họ có năng lực họ làm và mình lui về. Thì đó là cái cách rút lui. Và có những cách thì người ta xử lý, có những cách mình tự xử lý. Đó là cái điều nó là một cái điểm rất là khác và nó vẫn đúng pháp luật, nó vẫn đúng theo cái tiêu chí là sống làm việc theo pháp luật, tức nghĩa là nhà nước và pháp quyền. Và đó là cái điều mà chúng ta muốn chia sẻ ngày hôm nay. Còn nói về những cái thuyết âm mưu của hải ngoại thì còn rất là nhiều, từng bước trong từng cái lĩnh vực đó chúng ta sẽ chia sẻ với nhau và để thấy được á, họ nói là vì họ muốn chống cộng thôi, mà họ muốn lật đổ chính quyền của Việt Nam, họ muốn tạo ra những cái hiệu hiềm khích, họ muốn lái dư luận theo cái hướng, bởi vì họ biết là người Việt Nam rất là ghét Trung Quốc, cho nên cái gì họ cũng gài của Trung Quốc và họ muốn đánh đổ, họ muốn hạ bệ các cái vai trò của cái Đảng Cộng sản Việt Nam, của cái nhà nước Việt Nam, của những người đang lãnh đạo Việt Nam, là bởi vì đây là thần phục Trung Quốc, đây là những người mà Trung Quốc nói sao họ nghe vậy, nó rất là thâm độc ở chỗ đó. Cho nên là họ cứ ra rả lên các cái tờ báo Việt ngữ hải ngoại, lên tất cả các cái kênh YouTube, rồi họ chụm đầu với nhau, họ bàn luận, họ đưa ra những cái ý kiến như vậy, nó rất là nguy hiểm. Và chúng ta đã thấy những cái điều đó trong nhiều năm vừa rồi, và bây giờ đó ngay trong cái trường hợp của ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam thì nó lại càng nở rộ theo cái hướng đó nữa, cứ nói là ông Phạm Bình Minh là bị Trung Quốc. Đó là cái điều mà chúng ta muốn chia sẻ ngày hôm nay. Chúng ta sẽ trở lại cái đề tài này trong những ngày tới khi mà có thêm những cái thông tin liên quan tới vấn đề mà xử lý hai ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam. Và chúng ta xin tạm biệt tại đây. Xin kính chào quý vị.